ดมchị đi hái dưa yêu đi rồi họng hết rồi theo không đi nữa ôi Thank you.
giờ lại nào đây nắng tận tôi xây mà cứ ăn tôi tí thì cứ tắm ngoài quả
nào ngon không biết chị phát quả chị tua chị quả 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 chị kêu chú tay cứ nghe là hốt chúng ăn con ngóng bây giờ là cứ kêu cái này thôi chán tưới thôi chán tưới kính kêu anh chị đã cho anh đi nhìn đây này em không có thể lẹ cái mà nào alo ngon lắm mà. Anh này có món liệu đây mà mình ăn bé như thế này. Ở đâu này nhỉ? Không mong là ao ăn họ hăng muốn. Cháu cũng phải giá rồi. Quá thôi. Đó nó có con ngoài mấy chảo đó. Ăn đồ kia là mặt nghe đồ bấy là có thể không phải chỗ ăn có cá này ăn bài này hết. Đúng bài con thơ ha. Ồ, hết cả bến lô. Cái chị ăn thử một quả. Ăn đi. Tí nữa cho trường một quả ăn thử nhá. Chị ăn thoải mái. Mà để 5 cân nhắm nên là mà gã giỏi đấy. Biết đâu em lại buôn nó lại không vào thì sao? Ui còn một biếu nữa. Thế. Rồi. Nước cá này bao nhiêu? Rất là nhiều quà nữa. Ông ơi, chú bỏ tải đi ạ. Cái chà bẻ đi lại. Bao nhiêu đấy? Lô hổ hổ quả đao gai. Thôi, bắt một cơm dạo. Ngộ á. Ngộ á. Ngộ á. Cái món này nên được. Cái vớn kia nó dắt tặng rồi ăn không? Vâng, chị hôm nay bán đây à? Bán vậy rồi. Tìm quả nào nó. Xôi gì đấy bà? Xôi đỗ. Cái cháo gói này. Miền Nam về thì thấy bà hôm vừa rồi bà lấy một đống rau như này. Vui chưa đi, miền Nam nhìn, ngon lắm. Ăn mà thường có nặng đấy nha, bố mẹ không nhờ. Đắm tay cho hủ. Dạ, lên TikTok. Dạ, tôi đi. Đi rồi. Ngon. Đắm tinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chắc là cái này đi. Cho ngọt vừa. Cà chua. Đông. Dạ. Thank you.
จังเดี๋ยว